Chào mừng các bạn đến với channel The Tiny Talk. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái lá bài số 13 là lá đét. Thì cái lá này á, thì nó là một cái lá rất là đặc biệt. Và có một bạn comment là kêu mình làm về cái lá bài này. Thì thực ra các bạn cũng có thể lên đây đọc trước cái ý nghĩa, nhưng mà mình rất là hiểu tâm lý của các bạn thích nghe người khác nói hơn là mình lên mình đọc. Cho nên là mình đó là lý do mình làm về cái ý nghĩa biểu tượng này. Thì cái lá này là một cái lá rất là đặc biệt, một cái lá mà đó nỗi sợ hãi của một số bạn mới tìm hiểu về tarot. Khi gặp một cái lá này, khi gặp cái lá đét này thì các bạn sẽ kiểu rất là lo lắng, nhưng mà khi mà các bạn đọc cái ý nghĩa của cái lá đó, cũng như là mình tin là khi tìm hiểu hết cái ý nghĩa biểu tượng của nó, thì các bạn sẽ có một cái nhìn khác hơn về cái lá đét này. Thì bây giờ là mình bắt đầu vào lá đét nha. Lá đét, đối với đa số người, lá đét chắc chắn là một lá bài có vẻ đáng sợ nhất, và họ sợ nó dự báo trước một cái chết về mặt vật lý. Trong bộ bài quay, đét là lá bài kỵ sĩ bí ẩn trong hình hài bộ xương cưỡi con ngựa trắng, bước đi chậm rãi và chẳng có vẻ gì là mang vũ khí. Gã mặc một bộ giáp tuyền đen và một lá cờ đen theo hình bông hồng trắng. Nằm dưới chân gã là một nhà vua bị tử thương, một đứa trẻ, một thiếu nữ đang quỳ mệt. Người thiếu nữ nghiêng đầu sang một bên với một cử chỉ như là quy phục, còn đứa bé đang cố đưa tặng thần chết đáng sợ một bó hoa. Một giám mục với bàn tay siết chặt đứng cạnh người thiếu nữ, chờ đợi số phận của mình đến trong ánh mặt trời mọc giữa hai cây cột trụ xa tiếp đường chân trời. Bộ xương không phải là biểu tượng của cái chết về mặt thể xác, mà là biểu tượng của sự chuyển hóa và cái chết của những lề lối cũ. Nó gợi ý rằng có những phần trong ta đã chết đi, và chúng ta cần phải nhận biết điều đó để nhìn vào bức tranh cuộc sống mà ta đã gây dựng nên. Có thể chúng ta đã từng có một ý tưởng hay khái niệm về chuyện phải làm rõ vấn đề tới tận xương tủy của nó rồi. Thường thì thần chết được cho là cưỡi ngựa đen, nhưng trong lá bài này, gã lại cưỡi ngựa trắng, một biểu tượng của ánh sáng, sự sống, thiên thải tâm hồn và sự tẩy trần của ý chí. Nó miêu tả trạng thái nhận thức của tinh thần và gợi ý rằng trạng thái đó mạnh mẽ đến độ có thể phá vỡ được những cánh cửa của chướng ngại và gánh nặng mà trước đây ức chế phẩm chất của chúng ta, hoặc chúng là phần bóng tối tập bao trùm ta bị trì trệ trong cuộc sống. Bộ giáp là biểu tượng của sự bảo vệ và lòng can đảm, và chỉ ra rằng có lẽ ta cần bảo vệ chính mình cẩn thận khỏi những thứ khiến ta cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Lá cờ đen biểu trưng cho sự buồn bã và sầu muộn. Nó ám chỉ nhu cầu cần phải củng cố lại suy nghĩ và hành động của bản thân, có lẽ bằng một hành động cụ thể. Màu đen đại diện cho vật chất hóa, sự bi quan và những lời phán xét. Với đa số chúng ta, màu đen liên quan tới cái chết, sự tan tóc, u ám, trầm cảm, những bí mật, sự tối tăm và cũng như là sự an toàn thoải mái khi ẩn náu trong màn đêm. Ngoài ra, nó cũng là biểu tượng cho việc một vài phần trong chúng ta đang bị đau khổ hay kìm nén, có thể bởi sự bỏ qua của chính bản thân ta, và ta để cho những đau đớn tan tóc ấy kiểm soát cuộc sống của mình. Người ta cho rằng bông hồng đầu tiên được mọc lên bởi Chloris, nữ thần hoa của Hy Lạp, từ cơ thể của một nàng niên xinh đẹp, theo giáo phái Sophi, thần bí của đạo hồi. Hoa hồng là biểu tượng của niềm vui, nhưng cũng là sự đau đớn bởi những cái gai của nó. Một bông hồng trắng được liên kết với sự tinh khôi của tinh thần, và là một biểu tượng của đức mẹ đồng trinh Mary. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, cái đẹp và sự hoàn hảo, cũng như sự trinh nguyên, sự sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gợi ý rằng chúng ta đang lo lắng quá đáng về những tình cảm mà ta đang nhận được, có thể không thật lòng. Một bông hồng có gai là biểu tượng cho sự phản bội, và tầng lớp cánh hoa có thể biểu tượng cho sự khai mở từng tầng lớp trong tâm hồn và cảm xúc của mỗi người. Đứa trẻ gợi ý rằng chúng ta đã nhận ra những khó khăn trong cuộc sống này từ trong tiềm thức. Nó cũng gợi ý những hành động ăn năn ta đang cố làm với thái độ hối hận để bù lấp lại những sai lầm mà ta đã lờ mờ nhận ra trong tiềm thức. Nó cũng biểu trưng cho việc ta đang cố gắng để tìm lại sự kết nối với phần trẻ thơ, để tìm lại sự tự do mà ta đã từng có nhưng đánh mất. Đứa trẻ cũng là biểu trưng cho một sự khởi đầu mới, một giai đoạn mới, một giá trị quan, một thế giới quan, hay một sự thấu hiểu mới mẻ với những lực lượng đối lập mà trước giờ ta còn loay hoay không hiểu hết. Những bông hoa tượng trưng cho sự hòa hợp, tình yêu và tình bạn. Hơn 100.000 năm trước, những người Neanderthal, một tộc người đã tuyệt chủng, đã có những phong tục dân cúng hoa cho người đã khuất. Hoa là một biểu tượng với tầm ý nghĩa rất lớn, nhưng trong những lá bài, nó nói về vấn đề ta cần phải có những chuyển biến so với tình hình hiện tại. Người thiếu nữ biểu trưng cho việc chúng ta sẽ phải trải qua những đổi thay khiến ta cảm thấy không chắc chắn, dễ tổn thương, thiếu tự tin, không an toàn, thậm chí là sợ hãi vì không được dẫn đi đúng con đường cần đi. Người thiếu nữ nói với ta rằng
Hãy nhìn sâu vào tri thức nội tại để tìm thấy những lời giải và sự hướng dẫn để đưa ta đi đúng đường. Và người thiếu nữ này giúp ta nhận ra rằng chúng ta có thể trở nên sợ hãi và thiếu chắc chắn thế nào khi ta phải đối mặt với những sự thay đổi. Cô cũng biểu trưng cho khao khát được chạy trốn khỏi những trách nhiệm từ cuộc sống. Người giám mục có thể là biểu trưng cho thẩm quyền và sự phán xét về đạo đức. Ông là biểu trưng cho đạo đức và những hành vi chuẩn mực trong cuộc sống. Người giám mục cũng đại diện cho một kẻ dẫn đường tinh thần, một cơ chế nội tại giúp chúng ta định hướng những luồng suy nghĩ của bản thân mình đi đúng hướng. Mặt trời là biểu trưng cho sự thức tỉnh tâm linh, là sự ứng dụng trí tuệ một cách sáng tạo. Nó liên kết với năng lượng sáng tạo, sức khỏe và sức sống, ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể cũng như trí tuệ. Mặt trời cũng có liên hệ tới những thần tượng quyền lực, ví dụ như người cha, người luôn lặng thầm đánh giá chúng ta hoặc là chỉ dẫn chúng ta việc gì nên và không nên làm. Những cột trụ là biểu tượng của năng lượng bền vững đến từ đất mẹ, cũng như là nguồn cảm hứng gợi từ mặt ngầm sâu xa của đất. Chúng là sự bền vững và hỗ trợ ổn định, luôn đứng vững mặc dù thời gian hay không gian cách trở. Có nhiều hình ảnh biểu trưng cho cái chết trong xã hội của chúng ta, ví dụ như bộ xương, nghĩa địa, con quạ, địa ngục, tử thần và vân vân. Hầu hết chúng ta đều sợ hãi với những biểu tượng này. Thực chất, lá bài này chẳng có liên quan một tí nào tới cái chết về mặt thể xác, mà là liên quan tới sự thay đổi sâu sắc từ bên trong. Nhìn chung, lá đét là biểu tượng của sự thay đổi lớn lao đang đến và có vẻ rằng chúng ta cần sự thay đổi bản thân khỏi những tính đều cũ kỹ không còn phù hợp. Và hãy dấn thân vào nơi vô định. Có thể là một thử thách cần phải vượt qua, hay đơn giản chỉ là một sự điều chỉnh nhẹ nhàng cho cuộc sống của chính ta. Lá đét gợi ý cho ta hãy bỏ bản ngã cũ của mình lại, đừng tiếp tục mang cái gánh nặng của quá khứ trên vai nữa và hãy mở lòng cho những điều mới mẻ đang mời gọi. Lá bài này khuyên ta hãy rũ bỏ những thói quen, gánh nặng, giá trị, đam mê, niềm tin và lý tưởng cũ đi. Hãy khiến bản thân trở nên hòa hợp hơn với chính mình. Lá bài này biểu trưng cho những thứ đã đi hết, vai trò của mình và những trật tự mới đang sắp đến. Nó gợi ra rằng ta đã đi hết một chương của cuộc sống và một chương mới đang sắp tới. Khởi đầu và kết thúc là những phần khác nhau của cuộc sống và cách ta phản ứng lại tùy thuộc vào độ sẵn sàng buông bỏ cái cũ để chào đón cái mới của chúng ta đến đâu. Trong hầu hết các trường hợp, lá đét chỉ ra những giai đoạn chuyển giao khó khăn gây ra bởi sự tác nhân như ly dị, chia cách hay sự dư thừa. Đôi khi, những khó khăn này xảy ra bởi sự tổn thất và một khoảng thời gian đau buồn là hoàn toàn cần thiết. Nếu ta cứ giữ khư khư trong một trạng thái, nó hoàn toàn chẳng có lợi gì cho ta và nó còn cản trở quá trình phát triển bản thân của ta trong tương lai. Tái sinh luôn yêu cầu sự đau đớn và kết thúc và một sự biến cải mới sẽ xảy ra. Và đó là hết cái ý nghĩa biểu tượng cũng như là mình đã đọc cái tổng quan lại của cái lá đét này. Và như các bạn đã thấy thì cái bài viết này nó nói là cái lá đét đó nó không có liên quan gì tới cái chết, sự chết chóc về mặt vật lý cả. Cho nên là nếu như mà các bạn bóc ra cái lá này thì đây là một cái giai đoạn mà phải cần phải để mình thay đổi. Giống như là một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cái cánh cửa khác mở ra. Và cái này thì kiểu như là một giai đoạn tái sinh đó các bạn. Mình không nhớ chính xác hay không, nhưng mà có một, hình như là có một cái lá bài cũng là lá đét như vậy, nhưng mà người ta lấy cái sự tái sinh của con chim phượng hoàng lửa để làm cái lá đét này á. Tại vì lá đét này kiểu như là trong bộ bài nguyên bản thì nói là lá đét, nhưng mà trong một số cái bộ bài khác, giả dụ như là bộ bài Angel Tarot thì nó là cái lá tái sinh chứ không phải là cái đét như vậy. Tại vì là một cái sự khởi đầu mới, là một cái sự chuyển biến mới trong cái cuộc sống của bạn. Bạn cần phải bỏ đi cái cũ để mà bạn đón nhận cái mới tới. Khi mà các bạn trải bất kỳ một cái trải bài nào đi chăng nữa, nó ra lá đét thì các bạn không nên suy nghĩ tiêu cực. Tại vì nếu như các bạn suy nghĩ đến cái chết thì đó là một sự rất là vô trách nhiệm. Tại vì mỗi một con người của chúng ta đến với cái cuộc sống này đều phải có mục đích, đều phải có lý do. Và chúng ta cần nên cảm thấy may mắn vì chúng ta là con người, vì chúng ta được sống. Cho nên là trong bất kỳ tình huống nào các bạn không được suy nghĩ tiêu cực. Và nhớ là các bạn reader cũng không có nên làm cho các parent của mình cảm thấy lo lắng, kiểu như vậy. Thì trong cái bộ ẩn chính thì sẽ có 3 lá mà khiến cho các bạn mới tìm hiểu về Tarot lo lắng nhất, là cái lá Death, cái lá The Devil và cái lá The Tower. Thì chúng ta sẽ đến với hai cái lá đó vào cái video sau nha. Và video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn có đóng góp ý kiến hoặc muốn mình làm những chủ đề nào khác hay hơn về Tarot thì các bạn hãy comment phía bên dưới nha. Còn nếu như các bạn thấy hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình. Đó là động lực để cho mình làm ra những video hay hơn. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.